Thời điểm này, nông dân vùng chuyên canh cà rốt ở hai huyện Nam Sách, Cẩm Giàng và hai thành phố Chí Linh, Hải Dương đang thu hoạch cà rốt cuối vụ, giá bán tại ruộng từ 5.500 đến 6.000 đồng một kg. Mặc dù không cao bằng thời điểm đầu vụ, nhưng tăng từ 1.500 đến 2.000 đồng so với thời điểm đầu tháng 3. Với mức giá này, nông dân thu lãi từ 4,5 đến 5 triệu đồng một sao. Nguyên nhân giá cà rốt cuối vụ tăng là do sản lượng không còn nhiều, trong khi nhu cầu của thị trường tăng cao. Hiện cà rốt cuối vụ chủ yếu tiêu thụ ở thị trường trong nước, tập trung ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh và Hà Nội. Toàn tỉnh còn hơn 100 ha cà rốt trà muộn trồng giải rác ở các huyện Nam Sách, Cẩm Giang, thành phố Chí Linh và thành phố Hải Dương. Dự kiến đến đầu tháng 4, toàn bộ diện tích này sẽ thu hoạch xong.